Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube NNT 1001 của mình. Thì hôm nay đến với clip này, mình xin giới thiệu với quý vị và các bạn một ngọn núi hết sức là linh thiêng cực kỳ ở Bình Thuận đó các bạn. Đây là đỉnh núi Tà Cú nè các bạn. Hôm nay mình mời quý vị và các bạn hãy cùng mình leo lên đỉnh núi Tà Cú, nơi Phật đã tu thành chánh quả và nhập cõi Niết Bàn nha các bạn. Đây, mời quý vị và cùng mình hãy theo dõi clip này và leo lên đỉnh núi nha các bạn. Rồi, để mình đến được núi Tà Cú thì các bạn đi dọc theo quốc lộ 1A đến thị trấn Thuận Nam, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận, và các bạn rẽ vào bên đường Nguyễn Nhân Linh thì sẽ đến được núi Tà Cú nha các bạn. Thì con đường trước mặt đây là đang chuẩn bị đến chỗ mua cáp, mua vé đến cáp treo núi Tà Cú phía trước này các bạn. Đây, đây là quầy bán vé nè các bạn. Vé trẻ em thì tính từ 1m đến 1m4 là trẻ em nha các bạn. Nếu vượt qua 1m4 thì là mua vé người lớn. Thì hôm nay gia đình mình mua vé trọn gói cho người lớn, thì người lớn là vé trọn gói là 250.000 và trẻ em vé trọn gói là 150.000 nha các bạn. Thì vé trọn gói này là gồm cái gì? Thì mình gồm đi xe điện vào nè, đi xe điện vòng quanh khu vực bên trong khu du lịch núi Tà Cú nè các bạn ha. Thì mình đi xe vòng vòng ở trong này và đi vé đi cáp treo luôn ha. Thì người lớn là 250.000 và trẻ em là 150.000. Đây, thì mình đã, nhà mình đã mua vé rồi. Bây giờ mình sẽ đi vào bên trong cổng chỗ khu du lịch núi Tà Cú nè các bạn. Nếu các bạn không lên cáp treo thì các bạn có thể vào trong này, vé tham quan là 50.000 nha các bạn ha, tham quan khu du lịch núi Tà Cú nè các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ đi vào chỗ chép vé nè các bạn. Rồi, mình đã vào được bên trong cổng rồi này các bạn ha. Thì hôm nay cái mùa này có mùa hè nên ve kêu cũng khá là nhiều luôn đó các bạn. Các bạn nghe những cái tiếng ve kêu chưa? Đó, thì sau khi vào bên trong cổng á thì có một cái cột phun đài phun nước nha các bạn. Đây có một cái đài phun nước nằm ngay chỗ cái bùng binh này, khá là đẹp luôn đó các bạn. Thì cái khu vực này là để cho xe điện ra đưa đón khách nè các bạn. Cái khu vực này là xe điện chạy ra đưa đón khách đây. Thì mình lại đây mình quay một vòng cho các bạn xem ngay chỗ cái đài phun nước đây nè các bạn. Thì ở đây mình thấy đây là cái tập đoàn TTC nha các bạn ha. TTC Group là khai thác du lịch ở núi Tà Cú nè các bạn. Các bạn thấy đẹp chưa, ngay cái đài phun nước nè. Rồi, đây là chỗ xe điện đưa đón khách nè. Rồi đây các bạn, nhà mình đã lên xe điện rồi và bây giờ sẽ đi vào bên trong chỗ cáp treo nha các bạn. Mình đi cáp lên chỗ cáp treo để đi cáp treo lên trên đỉnh núi. Đây, cái trên đoạn đường đi đây mình thấy nó rất là đẹp luôn các bạn. Những cái cảnh bên trong khu du lịch núi Tà Cú này khá là đẹp, chụp hình đồ rất là tuyệt vời luôn đó các bạn. Này, mình quay sơ đây cho các bạn xem nè. Nãy mình thấy bên kia người ta chụp hình rất là đẹp luôn. Cái cảnh ở đây cây cối rồi trồng thật là tuyệt vời đó các bạn. Cây xanh ngát luôn nè các bạn. Đây, mình đã thấy chỗ nhà ga cáp treo rồi nè các bạn ha. Đây là chỗ nhà ga cáp treo rồi, đã đến nơi rồi nè các bạn. Đây đó, các bạn thấy chưa, thật là tuyệt vời không. Lát nữa mình sẽ quay ở đây cho các bạn xem nha. Rồi, đây các bạn, cái khung cảnh ở đây khá là đẹp luôn nè, các bạn thấy chưa, đủ màu sắc hết trơn nè. Đây, cây bông rồi cũng nhiều và những cái cầu thang này cũng nhiều màu sắc để chụp hình check in ở đây khá là đẹp luôn đó các bạn. Đây, mình quay sơ đây cho các bạn xem, giống như một cái cầu, một cái bậc thang lên trên bầu trời đó các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ qua bên này. Đây, bên này khá là đẹp luôn nè các bạn ha. Mình sẽ qua bên này, mình đi lên cầu thang ở bên này, mình quay cho các bạn xem. Thì ở đây mình thấy có cái cánh trong chóng nè các bạn, cánh quạt, cái trong chóng nó quay ở đây. Cũng khá là đẹp luôn. Bên đây mình thấy cái bậc thang này nó cũng có nhiều gấp khúc nè, màu mè rồi cũng rất là tuyệt vời. Wow, đẹp quá đúng không các bạn? Màu hồng, màu xanh, màu đỏ, đủ thứ màu hết trơn á. Này, mình sẽ đứng ở đây mình quay cho các bạn xem nè. Mình thấy cảnh ở đây đẹp quá nè các bạn. Đây,
mình sẽ quay cho các bạn xem. Phía bên tay phải của mình đây các bạn, đó các bạn thấy chưa, đứng ở trên này nhìn xuống thác nước nó chảy xuống dưới cái hồ nước, và cái mây trên bầu trời hôm nay khá là đẹp, khá là tuyệt vời luôn này các bạn. Wow, hấp dẫn quá đi đúng không các bạn. Thì thời tiết hôm nay cũng mát mát các bạn, không có nắng lắm nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đi lên trên chỗ cái bản tên TTC quật gì đây này các bạn ha. Rồi cái cảnh cua này cũng khá là tuyệt vời luôn nè. Các bạn thấy nước nó chảy không, nước nó chảy xuống dưới cái hồ trên á, hồ dưới á. Quá là tuyệt vời luôn này các bạn. Này TTC quật ha, Tà Cú. Rồi mình sẽ đi lên luôn chỗ nhà ga luôn nha các bạn. Cảnh ở đây mà cho mấy bạn trẻ đến đây check in thì rất là tuyệt vời luôn nè. Rồi đây mình đã đến chỗ nhà ga cáp treo này các bạn ha. Thì mình sẽ đứng ở đây mình check in một vòng cho các bạn xem nha, khu vực ở đây nha. Hello tất cả các bạn, hôm nay mình đi du lịch lên núi Tà Cú ở Bình Thuận nha các bạn ha. Thì cảnh ở đây khá là đẹp luôn các bạn. Mình quay ở phía dưới cho các bạn xem này, nhìn từ trên nó xuống á, thật là tuyệt vời luôn nè các bạn. Rồi các bạn thấy đã chưa? Rồi bây giờ mình sẽ đi vào bên trong chỗ nhà ga cáp treo nha các bạn, để mình đi cáp treo lên trên núi Tà Cú ha. Thì cái cabin của cáp treo ở đây là sức chứa là cỡ 6 người nè nha các bạn ha, cỡ 6 người. Thì gia đình mình sẽ đi hai cabin ha. Đây mình quay các bạn xem cabin mà khi nó gần tới là nó sẽ dừng, nó đi chậm lại. Đây cái khúc này mình sẽ tua nhanh cho các bạn đỡ mất thời gian nha các bạn ha. Thì trong lúc mình chờ cabin á thì mình quay tua nhanh. Rồi thì bây giờ cũng tới lượt mình lên trên cabin này nè các bạn. Đây. Đây bây giờ mình sẽ đi ha, đi cáp treo. Rồi bây giờ xuất phát nha các bạn, xuất phát đi cáp treo lên trên đỉnh núi Tà Cú này. Đây đi lên đây rất là hấp dẫn luôn nè các bạn, được lên trên cao nhìn xuống dưới những cái cây, nhìn rất là chóng mặt luôn đó các bạn. Đó các bạn lên đây các bạn thấy những cái cây khá là cao luôn nè. Đây cái cabin đi ngược xuống này các bạn. Rồi cuối cùng thì cũng đến chỗ nhà ga trên đỉnh núi rồi các bạn, bây giờ mình sẽ đi xuống dưới đây nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục đi lên, đi leo núi lên trên chỗ ngọn núi nơi Phật nằm nha các bạn. Đây cái hướng này là hướng đi lên núi nè các bạn. Ở đâu ạ? Cầu ở đâu ạ? Rồi đây các bạn, ngay chỗ nhà ga trên núi thì có một cái cầu vô cực này các bạn, giống như đường lên thiên đường các bạn. Đến chỗ này thì mình có thể chụp hình hoặc quay phim khá là đẹp. Tuy nhiên ở đây đông người quá, người chen lấn giành giật nhau nên không có chụp hình quay phim được ở chỗ này nha các bạn. Và mình thấy kế bên này có một cái ống nhòm, có ống nhòm nhìn rất là xa, mình nhìn cũng xa lắm nhưng mà nó mờ lắm. Lâu rồi không có ai chùi cái thấu kính nên không có thấy được rõ nha các bạn. Này mấy đứa nhỏ nó cũng chăng chăng nó bu lên đây nó coi thử như thế nào mà không đứa nào thấy được cái gì hết trơn á. Khéo khéo thấy nha. Theo kinh nghiệm anh nhìn thấy. Dạ mẹ. Gì? Rồi bây giờ mình tiếp tục hành trình leo núi lên đỉnh núi nữa nha các bạn. Đây cảnh ở đây khá là đẹp luôn. Ở đây thú nào ở đây á. Mẹ mà nội, bà nội đây có đi, bà nội đi chơi với con.
tin ơi. Cái chỗ này khá là nhiều thông luôn nè. Đấy, cái thông này mà đem xuống Noel đồ treo đèn rất là đẹp luôn các bạn ha. Rồi mình đi đến đây mình thấy cái bậc thang đó rồi nè các bạn, nhìn ứ hơi luôn nè các bạn, khá là cao luôn, khá là dốc luôn đúng không các bạn. Rồi mời các bạn cùng mình leo núi nha. Đếm một tình, đếm bao nhiêu bậc, đếm bao nhiêu bậc. Cái này đang tu sửa mà nó là sự thật nghịch chiếc vàng dài 49 mét nữa này. Cái lá này nó ra hoa này. Đây, đứng đây mình quay xuống cho mọi người xem nè. Rồi, cái dốc này nó rất là dốc luôn nè. Nó dốc dựng đứng luôn nè các bạn. Đó, cái bậc thang này nó cũng cao nhưng mà đỡ là bậc thang nó lớn chứ không có nhỏ. Không, cái này nó đóng tu sửa hết rồi. Bây giờ mình sẽ đi lên trên cái đường trên này nữa nè các bạn. Cái đường này nó đi lên núi, lên đỉnh núi luôn. Giờ đi để lát mưa đó.
được nửa đường rồi đó. Kêu bà bình chưa? Thấy không? Rồi đây mình lên đây các bạn. Mình giới thiệu cho các bạn ha, cái tượng giữa đây là Phật Tổ nè các bạn ha, tượng bên này cầm đó bông hồng á là Đại Thế Chí Bồ Tát nha các bạn, và bên kia cầm bình cam lộ với cành liễu là Quan Âm Bồ Tát ha, Quan Thế Âm Bồ Tát đây các bạn ha. Ở chính giữa đây là Phật Tổ nè các bạn ha, Phật Tổ Như Lai bên Đại Thế Chí và Bồ Tát, và một bên là Quan Thế Âm Bồ Tát. Rồi bây giờ mình sẽ đi tiếp luôn nha các bạn. Gần tới đến này rồi phải không chị? Dạ. Dạ, cảm ơn chị. Wow, ở đây có một cái cây rất là bự luôn nè các bạn. Đây, cây khá là bự luôn các bạn thấy chưa? Đó, người ta dẫn điện rồi lên đây. Bây giờ mình sẽ đi lên trên này luôn nha các bạn. Gần tới rồi, cố lên.
Dạ, chào chú. Gần Tết rồi hả chú? À, cảm ơn chú. Tết nên tôi đi cho. Dạ, cảm ơn. Wow, mình thấy kia rồi các bạn. Trắng trắng như này đó, tượng Phật tổ đang nằm đó các bạn. Phật tổ Như Lai đang nằm đó, nơi Phật nhập Niết Bàn. Wow, khá là bự luôn. Đường này cũng khá đẹp luôn các bạn. Tuy là leo núi nhưng mà đường đẹp, rộng rãi, có bậc thang này đầy đủ luôn nè các bạn. Rồi, các bạn thấy gì chưa? Đây, Phật tổ đang nằm nè các bạn. Đó. Một bức tượng khá là lớn luôn các bạn, chắc phải 50 mét á. Rồi bây giờ mình sẽ lên nó luôn nha. Thấy mệt. Rồi đây các bạn, nơi Phật tổ đây, khá là đẹp. Chụp 6 tấm mới lấy được 1 tấm nha mấy nha. Rồi đẹp chưa các bạn? Nơi tôn nghiêm nên không leo trèo, khắc tên trên thân Phật. Cảm ơn các bạn. À, trên này người ta có ghi cái bảng nè. À, mình không có khắc tên mình lên trên cái chỗ tượng Phật nha các bạn. Đây, một tượng khá là lớn luôn. Ở phía sau đạo Phật có cái dàn đèn tỏa sáng nè các bạn. À, đây. Đây, mình quay cho các bạn xem ha. Đây, trên này là trên đỉnh núi luôn nè các bạn. À, đỉnh kia nó cao hơn, chỗ này là thấp hơn. Đỉnh của ngọn núi này này nè các bạn, chứ không phải là đỉnh cao nhất nha. Đó, thì nơi đây là có Phật tổ đã nhập cõi Niết Bàn. À, ngày ra đi về trời đó các bạn. Rồi đây các bạn, mình check in ở đây cho các bạn xem ha. Thì nơi đây Phật đã về trời nè các bạn. Và mình đến nay đã leo lên núi ở trên này. Và mình ở thăm tượng Phật ha. Cầu mong cho tượng Phật có phù hộ cho tất cả mọi người được bình an, vô sự ha. Nhà nhà đùa được hạnh phúc, ấm no. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu các bạn thấy hay, hãy nhớ nhấn like, đăng ký kênh và chia sẻ video này giúp mình nha các bạn. Ở đây là núi Tà Cú ha. Ở núi Tà Cú tỉnh Bình Thuận các bạn ha. La Ghi, Bình Thuận các bạn. Đây, rồi. Rồi các bạn nhớ like cho mình và ủng hộ kênh mình nha các bạn. Rồi, bye bye, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye các bạn.